Sau hơn 2 tháng thi công mở rộng bãi xếp dỡ hàng hóa và cải tạo xây mới một số hạng mục, đến nay ga Cao Xá cơ bản hoàn thành, sẵn sàng chuyến tàu chở hàng liên vận quốc tế đầu tiên vào ngày 2 tháng 5 tới đây. Từ bãi xếp dỡ hàng cũ của ga Cao Xá có diện tích 2.000 m², tổng công ty đường sắt Việt Nam nâng cấp mở rộng lên hơn 5.000 m². Khi đưa vào khai thác sẽ đủ khả năng xếp dỡ hàng hóa bằng container. Ngoài ra, đơn vị thi công còn thay tà vẹt, duy tu bảo dưỡng lèn đá, chèn đường ray chạy tàu, đèn chiếu sáng, cải tạo toàn bộ nhà ga. Đến nay đã hoàn thành gần 100% khối lượng thi công, sẵn sàng đón chuyến tàu chở hàng đầu tiên ngay sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Ga Cao Xá thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng gần với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Khi ga này được nâng cấp lên chạy tàu liên vận quốc tế sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh.